Cô thân ái chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn 10 của trang web olm.vn Các em thân mến, ở tiết học trước chúng mình đã cùng nhau dừng lại ở phần 2 sau khi tìm hiểu về những đặc điểm ở thời gian, không gian, nhân vật của văn bản thần thoại Promete và loài người. Tiếp theo, trong bài học ngày hôm nay, các bạn sẽ cùng cô khai thác những phần còn lại, cụ thể là cốt truyện của truyện thần thoại liệu Prometheus và loài người có phải là một truyện thần thoại tiêu biểu hay không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cốt truyện nhé. Tương tự như ở video bài học thần trụ trời khi nói về cốt truyện, các bạn cũng sẽ thực hiện phiếu bài tập. Trong phiếu bài tập của chúng ta có 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất là tóm tắt quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài. Thứ hai, nêu nội dung bao quát của truyện Prometheus và loài người. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhận xét về cốt truyện. Nhiệm vụ đầu tiên hãy giúp cô hoàn thiện phần tóm tắt sau đây. Để tóm tắt về quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài có trong truyện promethe và loài người các bạn sẽ đến với một vài gợi ý như sau khi mặt đất còn vắng vẻ buồn chán hai vị thần đã chịu trách nhiệm tạo ra thêm các sóng loài epimethe tranh việc làm trước mọi giống loài đều được tạo ra hoàn hảo, nhưng do tính đạn trí của vị thần này mà loài người chưa có vũ khí gì để tự vệ. Lúc này thần Prometheus tái tạo cho con người đứng thẳng, có hình dáng thanh tao. Thần còn lấy lửa bàn cho loài người. Về nội dung bao quát của truyện, theo các bạn nội dung bao quát của truyện Bromete và loài người là gì? chính xác nói về việc các vị thần sáng tạo ra loài người và thế giới muôn loài từ đó làm nổi bật hình ảnh vĩ đại và công lao to lớn của hai vị thần bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét về cốt truyện có thể thấy thông qua những gì các bạn vừa tìm hiểu truyện prometheus và loài người có cốt truyện đơn giản xoay quanh việc các vị thần tạo ra muôn loài và loài người Tuy nhiên, điểm khác biệt là Prometheus và loài người nói về nguồn gốc người và muôn loài, trong khi thần trụ trời lại nói về nguồn gốc trời và đất. Đó là điểm khác biệt giữa hai văn bản mà chúng ta đã học đấy. Cây mà, như vậy, thông qua những yếu tố mà chúng mình đã vừa tìm hiểu về thời gian không gian nhân vật, cốt truyện, có thể khẳng định rằng Prometheus và loài người là một trong những tác phẩm thần thoại xuất sắc không chỉ thế tác phẩm còn giàu ý nghĩa vậy cụ thể văn bản mang đến những ý nghĩa và thông điệp gì cùng cô đến với phần tiếp theo sau khi đã tìm hiểu nội dung của văn bản theo em văn bản gửi gắm đến người đọc thông điệp gì đúng vậy đầu tiên thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm là khát vọng lý giải nguồn gốc con người con người là loài vật được thần linh ưu ái ban cho thân hình đẹp thanh tao và có một món quà đặc biệt hơn tất cả những loài vật khác đó chính là ngọn lửa ở bài học trước chúng mình đã tìm hiểu về văn bản thần trù trời một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của thần thoại việt nam việt nam và hy lạp là hai quốc gia có nền văn hóa khác nhau không biết với cùng một thể loại thần thoại liệu nội dung giữa các tác phẩm này có điểm gặp gỡ nào chăng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học thuộc hai nền văn hóa khác nhau theo em điểm gần gũi về nội dung giữa văn bản thần trụ trời cùng với prometheus và loài người là gì si mặc dù là các truyện thần thoại thuộc hai nền văn hóa khác nhau nhưng đều có điểm gặp gỡ thể hiện nhận thức chung về nguồn gốc thế giới và loài người của người thời cổ tuy nhiên prometheus và loài người cũng cho thấy người hy lạp cổ xưa hình dung về các vị thần gần gũi hơn có nhiều nét tương tự con người hơn về tính cách tình cảm Thần thoại là một trong những thể loại giúp các thế hệ sâu nhận biết về cách những người cổ xưa nhìn nhận đánh giá lý giải về sự ra đời của đất trời loài người từ đó người đọc thấy được thế giới cuộc sống ở giai đoạn sơ khai qua đây còn làm đẹp thêm nền văn hóa của mỗi quốc gia mỗi truyện thần thoại lại gửi gắm nhiều thông điệp có giá trị vì thế, tìm hiểu về thần thoại là một cuộc hành trình đến với thế giới hoang sơ trong trí tưởng tượng của con người. Ngoài những tác phẩm mà chúng ta đã được học, các bạn có thể tìm thêm những tác phẩm khác để thấy được cái hay, cái đẹp của thần thoại các bạn nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.